Anh Quang kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị là đây là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đến từ California, Hoa Kỳ. Dạ vâng, kính chào anh Thanh Quang, kính chào quý vị khán thính giả của đài Á Châu Tự Do. Và thưa quý vị, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là người tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Trước tiên xin hỏi tiến sĩ là, thưa tiến sĩ, trong thời gian gần đây thì Việt Nam dùng tới tận dụng những luật lệ gọi là có thể nói là mơ hồ để mà bỏ tù những nhà yêu nước. Mà gần đây nhất là như là hai sinh viên là Nguyễn Phương Uyên và Lý Nguyên Kha, hay là gần đây nhất nữa là blogger Trương Duy Nhất, thì chính tiến sĩ cũng bị Việt Nam dùng những luật lệ mơ hồ như vậy mà bắt bỏ tù. Thì tiến sĩ có nhận xét như thế nào về vấn đề này? Dạ thưa vâng, thứ nhất đó, chúng ta biết được là các chế độ độc tài đó, khi mà bắt bỏ tù được thật là nhiều người đó, đó là họ đã đi đến cái nước đường cùng và đó là cái vũ khí mà duy nhất hiện giờ thường có. Do đó, dùng cái sự sợ hãi đó và cái điều mà tôi nhìn thấy đó là bắt được nhiều người lại và trong tương lai còn bắt nữa, do đó cái sự sợ hãi người dân đã vượt qua được, do đó tôi nhìn thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Thưa tiến sĩ, trong những ngày qua đó thì ở Hoa Kỳ đã diễn ra những cuộc vận động xem chừng như là quy mô dồn dập ráo riết tại hành pháp và lập pháp của Mỹ đó cho nhân quyền và tự do dân chủ tại Việt Nam. Thì tiến sĩ có nhận xét như thế nào? Nghĩa là nhận thấy cái diễn tiến này có thể có tác động như thế nào đến hành động ngày càng nặng tay của nhà cầm quyền Hà Nội ở Việt Nam hay không? Cái tác động đầu tiên hết đó, khi những người đã bị đàn áp đó, là họ muốn luôn luôn, và đặc biệt những người đang bị đàn áp đó, là họ muốn cất tiếng nói. Khi những cái cuộc vận động đó chứng tỏ rằng là cái tiếng nói đã đi đến tai của cái thế giới văn minh, đến tai của những người muốn bảo vệ sự thật, và chúng ta đã nói lên cho mọi người biết rằng là họ đã nghe, đã lắng nghe được những tiếng nói đó, thì cái tác động cụ thể nhất mà tôi cho rằng là đó là những lời nói của lẽ phải đó đã được lắng nghe. Thưa tiến sĩ, gần đây đó thì cái cuộc điều trần trước ủy ban tiểu bang Á Châu Thái Bình Dương sự vụ thuộc ủy ban đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, thì phó trợ lý Mỹ là ông Dan Baer có nói là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp để mà Việt Nam sớm trả tự do cho hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Lý Nguyên Kha. Chính tiến sĩ cũng được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp được để mà Hà Nội trả tự do đó. Thì tiến sĩ nhận xét như thế nào về triển vọng của Nguyễn Phương Uyên và Lý Nguyên Kha? Có thể nói rằng là tôi mong rằng là em Phương Uyên và anh Nguyên Kha sẽ sớm được về với gia đình để mà sum họp. Nhưng mà cái sự mong mỏi đó, chúng ta thấy rằng là nhà nước Việt Nam hiện giờ đó đang phải giải một bài toán rất là lớn. Tại vì họ sẽ làm gì? Nếu mà họ trả tự do thì lúc đó, đó họ biết chắc rằng là có rất là nhiều Phương Uyên và Nguyên Kha khác nữa. Chúng ta không bao giờ mong muốn là ở sẵn trong nước những Nguyên Kha và Phương Uyên để cho họ bắt vào rồi một cái cường quốc nào đó trả giá để được trả tự do. Tôi rất mong Phương Uyên và Nguyên Kha được trả tự do, và cái tinh thần của Phương Uyên và Nguyên Kha đó, nghĩa là kháng án nhưng mà không nhận tội đó, là trở thành một bài toán lớn. Và tôi mong mỏi điều rất là quan trọng kế tiếp đó là họ không được quyền bắt bất cứ một Phương Uyên và Nguyên Kha nào khác nữa. Đó mới là cái ước mong của tôi. Xin cảm ơn những ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, và xin cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm nay.